Chào cả nhà mình quay trở lại với kênh YouTube của Kiều Nguyễn. Saffron hay còn gọi là nhụy của hoa nghệ Tây thì từ rất lâu rồi người ta đã biết đến những công dụng tuyệt vời của saffron mang lại cho việc chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và sinh lý con người. Chắc hẳn là ai cũng biết đến điều này rồi. Và trên thị trường hiện nay có rất là nhiều nguồn cung cấp saffron khác nhau. Tại sao saffron Tây Á luôn được nhiều người ưa chuộng? Mời cả nhà mình cùng theo dõi thông tin trong video của Kiều ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là dòng saffron Tây Á là dòng Super Nagin được đặt riêng và đặc quyền phân phối tại Việt Nam với hàm lượng dưỡng chất cao hơn gấp 3,5 lần so với những dòng saffron thông thường khác. Khách hàng khi mà sử dụng saffron Tây Á thì sẽ dễ dàng cảm nhận về sự thay đổi sức khỏe hơn so với những dòng saffron khác. Bạn có thể cảm nhận sự khác biệt bằng cách cho sợi saffron Tây Á vào trong miệng để mà nếm thử. Bạn sẽ cảm thấy vị đắng của saffron này rõ ràng hơn, đậm hơn và mùi thơm của saffron này nó cũng sẽ thơm hơn. Thứ hai là saffron Brahman có nguồn gốc từ Iran, nơi mà được các tổ chức công nhận rằng đây là nơi cho ra dòng saffron chất lượng nhất thế giới. Bởi vì điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng ở Iran là phù hợp nhất cho cây nghệ Tây này phát triển. Quy trình sàng lọc phân loại trong phòng kính được kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ, độ ẩm, không khí và ánh sáng. Cả nhà mình hoàn toàn có thể kiểm tra thông qua 4 cái tiêu chuẩn chất lượng chỉ có thể có bởi những sản phẩm thông qua kiểm định gắt gao ở phía trên vỏ hộp của saffron Tây Á nhé. Thứ nhất là chứng nhận HALAL là chứng nhận lưu hành của các sản phẩm ở thị trường của các quốc gia Hồi giáo. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn này cho thấy mức độ tinh khiết trong quá trình sản xuất và đảm bảo tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Thứ hai là chứng nhận ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế an toàn vệ sinh thực phẩm và đây cũng là yêu cầu bắt buộc của mọi công ty. Thứ ba là chứng nhận FDI bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Nó là tiêu chuẩn khắt khe nhất giám sát về độ an toàn của sản phẩm để đủ điều kiện lưu thông ở thị trường khó tính như là Hoa Kỳ. Và tiêu chuẩn thứ tư là tiêu chuẩn HACCP. Đây là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ vệ sinh an toàn thực phẩm, phải đảm bảo quy trình trồng trọt, thu hoạch, sản xuất và các chỉ số về hàm lượng dưỡng chất phải đạt tiêu chuẩn nhất định thì mới có thể gia nhập vào những thị trường khó tính. Với sơ lược về những thông tin cơ bản về saffron Tây Á thì cả nhà mình hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng saffron bên nhà Kiều phân phối rồi. Những bạn nào cần hỗ trợ chăm sóc sức khỏe mà còn phân vân chưa biết lựa chọn loại nào thì alo cho Kiều để sở hữu ngay dòng sản phẩm chất lượng này nhé. Có những thắc mắc gì về saffron, cả nhà mình có thể để lại tin nhắn cho Kiều. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi hết video của Kiều hôm nay. Và chào cả nhà mình, hẹn gặp lại ở các video sau.